Nếu như các bạn gần đây có theo dõi trên thị trường xe thì những chiếc MPV, những chiếc xe dành cho gia đình đã được ra mắt rất là nhiều, và những chiếc xe mà được trang bị những dòng ghế thương gia rất là phổ thông. Và nếu như mọi người đã sở hữu những chiếc xe đó rồi, hay là những chiếc xe mà chưa được nâng cấp ghế, thì chúng ta sẽ có thêm những cái sự lựa chọn gì cho những chiếc xe cùng với những phân khúc đó. Thì đó là một trong những bài toán mà hôm nay mình đang đến Rộ Ô Tô để nhờ mọi người tư vấn nâng cấp một tí xíu những cái ghế mà Captain Seat. Chúng ta sẽ có thêm những lựa chọn gì, chắc chắn là trong video này sẽ rất thú vị. Đến với chương trình của Ô Tô Sài Gòn thì mình sẽ mời anh Phi để có thể giới thiệu một vài cái sự lựa chọn chúng ta nâng cấp ghế. Chắc chắn rằng có nhiều phân khúc, có nhiều những cái brand khác nhau để cho mọi người lựa chọn trên những chiếc xe của mình. Một lần nữa anh Phi sẽ giới thiệu một chút xíu về bản thân anh để cho Ô Tô Sài Gòn được biết. Mình là Phi, thì hiện tại là phụ trách là phó giám đốc công ty của Rộ Ô Tô, mảng kinh doanh. Thì Rộ Ô Tô hiện tại đang phân phối trên thị trường Việt Nam, hiện tại là độc quyền thương hiệu ghế Hồng Y chính hãng. Thì thương hiệu ghế Hồng Y thì bao gồm có những sản phẩm như là ghế mẫu ghế 2.0, mẫu ghế 3.0, 4.0, 5.0 và mẫu ghế mới nhất, hot nhất hiện nay luôn là mẫu ghế 4.0 Rộ. Như vậy thì ngoài thương hiệu Hồng Y thì mình còn phân phối những thương hiệu nào khác để cho khách hàng lựa chọn không ạ? Ngoài ra thì hiện tại Rộ Tour cũng có lắp đặt một số thương hiệu. Hiện tại cũng có một vài sản phẩm của thương hiệu Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại thương hiệu này thì không có hàng chính hãng của Trung Quốc, nên đa phần thì khách hàng tới Rộ Tour lắp đặt những cái thương hiệu như của Hồng Y chính hãng mà thôi. Như mọi người đã biết là những chiếc xe giống như Innova Cross nè, được trang bị Captain Seat nè, rồi Villoran, những chiếc xe MPV á được trang bị những cái ghế giống như thế này, rất hết sức là đã. Và những người mà sở hữu những dòng xe như vậy ở những phân khúc trước kia họ đã có rồi, như Carnival chẳng hạn, hay là những cái chiếc xe phổ thông hơn, thì chúng ta lại có chiếc xe Hyundai Custom. Thì nếu mà muốn nâng cấp lên những cái dòng ghế như thế này á, thì anh Phi có thể tư vấn cho em là có nhiều cái sự lựa chọn ở trong phân khúc ghế này hay không, và mức giá như thế nào? Ví dụ như hiện tại nếu mà lắp đặt cho Hyundai Custom á, thì mình sẽ có những mẫu ghế như là 2.0, 3.0 và mẫu ghế 4.0, 4.0 Rồ. Thì riêng mẫu ghế 5.0 thì chỉ lắp đặt cho V250 thôi. Đó, thì Hyundai Custom thì có những lắp đặt những cái mẫu ghế này. Thì hiện tại thì những mẫu ghế của Hồng Y á, có đầy đủ tính năng, ví dụ như là chỉnh điện tiến lùi, ngã lưng. Mình ngồi thử luôn nè. Đúng rồi. Đây là ghế mình ngồi thử luôn. Cho Custom chẳng hạn. Và chúng ta sẽ có được những cái option gì nếu như các bạn không chọn những phiên bản cao 2.0 turbo chẳng hạn. Thì ngoài cái những cái trang bị mà các bạn thấy như là làm mát hay là sưởi, thì ở trên ghế này có thêm những cái chức năng gì? Ghế Hồng Y chính hãng thì nó sẽ có những cái tính năng đặc biệt như là phần mềm giao diện là bằng tiếng Việt nè. Đó là một trong những cái mà mình thích. Có tính năng điều khiển giọng nói độc quyền tại thương hiệu Việt Nam. Rồi mình sẽ có tính năng không trọng lực. Đây nè, em mở tính năng không trọng lực cho anh rồi nha. Trải nghiệm nè. Đó, tính năng này giống như là cái ghế massage của mình vậy đó. Đúng rồi. Đây là một trong những cái tính năng mà mình thấy ở trên dòng xe Custom không có nè. Đúng rồi. Nó chỉ có ngã cả thôi, chứ nó không được nâng lên cao và thoải mái với cái sự ngã nhiều như thế này. Đúng rồi, khi tính năng này là anh ngồi xe anh đi trên đường dài á, nó rất là thoải mái. Mình mở thêm tính năng nữa là massage đi, quạt gió. Quạt gió làm mát. Nè, massage nè. Đó. Massage lưng. Thoải mái ha. Thoải mái liền. Không sử dụng nữa mình sẽ tắt thì nó sẽ trả lại ban đầu. Một cái chi tiết mình rất thích mình phải lặp lại là chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là to nằm ở cạnh vị trí này, và ngoài ra tất cả những cái tính năng ở trên đây đều hoàn toàn là tiếng Việt hết. Nó sẽ có một cái tính năng nữa rất đặc biệt, đó là chế độ ngủ. Thì cần bấm vô đây. Nó khác gì cái không trọng lực anh Phi hả? Thì chế độ ngủ này thì ghế nó sẽ không được nâng lên. Nhưng mà nó sẽ ngã nhiều hơn. Đúng rồi. Để cho mình thoải mái hơn, ngã hơn, ngã lưng nhiều hơn. Và tính năng làm mát này, massage nó vẫn duy trì. Vẫn duy trì. Chừng nào mình tắt thì nó sẽ tắt thôi. Rồi, khi mà mình muốn trở lại vị trí ban đầu chỉ cần một chạm thôi. Chế độ lái xe. Chứ không mình không phải cần chỉnh tính năng tiến lùi. Nó rất là phức tạp. Cái màn hình nó cũng ngửa lên tí xíu để nó giúp cho mình quan sát tốt hơn. Đúng rồi. Khi mà ghế này hiện tượng thì gây nó sẽ đi xéo để mở cái đường rộng ra để cho người ra phía sau nó dễ dàng. Ok, sơ sơ vậy thôi. Cho em biết về mức giá của cái ghế này luôn đi anh. Hiện tại thì ghế 2.0 này là giá là 90 triệu. Cho một cặp. Cái ghế. Một cặp. À, một cặp. Đúng rồi. Vậy nè, vị trí này thường thường mọi người sẽ thấy là dành cho hàng ghế thứ hai, hàng ghế thương gia đó. Nếu như mọi người muốn mà nâng cấp
thêm cho hàng ghế thứ ba, chúng ta vẫn có thêm một sự lựa chọn dành cho hàng ghế thứ ba này, cũng dành cho xe Getin luôn anh ha. Dạ đúng rồi, Getin lắp được ghế sofa bed này. Rồi ok. Sofa bed này gọi là 2.0 lưng rời. Có một cái yên ngựa bên hông đây, chúng ta đúng sẽ rồi, có ghế tay cái... thoải mái. Ở đây mình chỉ cần bấm nút chạm nha. Nó sẽ hiện màn hình lên. Đó, vuốt sang được bao vuốt sang. Đây chúng ta sẽ có cũng có nhiều tính năng như vậy. Tiến lùi, ngã lưng. Ngã lưng này đặc biệt là tùy theo mỗi người, độ ngã khác nhau, ví dụ như anh muốn ngã theo ý của anh. Okay. Đó, ở đây sẽ có tính năng quạt gió nữa nè, cho hai ghế làm mát. Làm mát. Như là sưởi. Không có massage. Không, ghế hiện tại này không có massage. Không có massage. Ở đây thì sẽ có một cái hộp để đồ với cổng sạc USB bằng nhung luôn nha mọi người. Đó. Thì khách mà muốn lắp đặt thêm massage thì mình trang bị thêm. À, vẫn có thể tùy chọn được. Vẫn được. Chúng ta vẫn thích là có một cái ghế rộng rãi và cùng với cái sự sờ chạm hết sức là mềm ở trên cái da. Đó. Anh Phi có thể giới thiệu về về cái chất liệu da của trên ghế mà mình có thể tùy biến theo cái cá nhân mình. Da này hiện tại là lắp đặt là da nắp ba công nghiệp. Khi mà khách hàng thích theo sở thích cá nhân của khách hàng thì chúng ta có thể là mai phối màu theo phong thủy hay là theo sở thích. Với là mình sẽ phối lại cái nội thất của xe theo sở thích của khách hàng luôn cho đồng bộ. Nhưng mà hàng ghế thứ ba này thì bao nhiêu? Ghế thứ ba 2.0 lưng rời này giá là 50 triệu, 50 bao gồm da rồi. Phía trước là 90 triệu nữa, thì là đâu đó khoảng 140 triệu cho chúng ta có một cái full cái option thương gia mà có nhiều cái trải nghiệm lý thú hơn. Chúng ta qua trải nghiệm thêm những hàng những cái ghế cao cấp hơn đi anh. Bên đây chúng ta sẽ có thêm những cái sự lựa chọn về ghế nữa. Anh Phi có thể giới thiệu một sơ lược những hàng ghế để chúng ta để cho các bạn trên Sài Gòn được biết. Bên kia là mẫu ghế 2.0 thì bên đây là mẫu ghế 3.0. Dạ. Và mẫu ghế 4.0. Này là mẫu 5.0 nè. Mẫu mới nhất và hot nhất hiện nay nè là mẫu 4.0 Pro. 4.0 Pro. Mẫu này đang là bestseller nè. Cái sự khác nhau như thế nào giữa 3.0 và 4.0 này? Giữa 2.0 và 3.0 thì form ghế gần như tương đương nhau. Khác nhau là về gối đầu nè. Gối đầu này anh ngồi nó sẽ ôm gối đầu hơn và đặc biệt là có tính năng chỉnh điện gối đầu. Giống như business class ở trên những cái chiếc xe hạng thương gia, những cái chiếc máy bay hạng thương gia vậy. Mẫu này là mẫu 4.0. Mẫu này thì thân ghế, tay ghế là khác với mẫu 2.0 và 3.0. Yeah. Đó. Mẫu này thì gối đầu nó thon hơn, thân ghế thon hơn. Bên đây chúng ta sẽ có 4.0 Pro. 4.0 Pro là phiên bản cải tiến của 4.0 đó. Yeah. Thân cái lưng ghế á, là giống như 5.0 nè. Tay ghế á, thì là 4.0. Thì hiện tại đang trang bị một cái gối đầu chỉnh điện. Gối đầu này mình ngồi là mình ôm ngay cổ nè, rất là thoải mái luôn. Mình chưa ngồi vội tại vì mình muốn sờ chạm những cái da ở trên đây. Da thì nó sẽ có một cái sự nềm nhẹ và rồi nó rất là êm, rất là mềm. Và ở đây chúng ta sẽ có được những cái chi tiết quả trám nè, cùng với những cái khí thông hơi đó. Và chúng ta ngồi thử ở trên cái ghế 4.0 Pro này thì đúng là cảm giác khác biệt hoàn toàn với những cái phiên bản 2.0 và 3.0 kia. Nó êm hơn nhiều chứ. Mình cảm giác nó êm hơn rất là nhiều. Ghế này có tính năng đặc biệt là điều khiển giọng nói. Anh Tử nói Hồng My ơi, em đây. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Nhảy quá ha. Quá nhảy. Bên đây anh Tử nói là hai Pro Limo. Hai Pro Limo. Em đây. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Vào. Mình có thể đặt hai cái tên khác nhau đúng không? Đúng rồi, bên đây là hai Hồng My, Hồng My ơi, bên đây là hai Pro Limo. Ồ, nhảy quá, mình chỉ cần nhắc là nó... Nhắc là nhắc. Khi mà mình ngưng á, thì mình sẽ nói thoát ra, thì bên đây sẽ không nhận lệnh nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái trang bị gì khác biệt? Hiện tại cái mẫu ghế này thì màn hình cảm ứng á, thì nó không giống như mẫu ghế 2.0 và 3.0. Ở đây nó sẽ có một màn hình từ dưới lên, rất là hiện đại. Cũng là phần mềm tiếng Việt nha. Cũng là tiếng Việt hết. Tính năng thì cũng đầy đủ giống như là bản 2.0 thôi. Thì ở đây nó có một tính năng nữa là gối đầu chỉnh điện nè. Mọi người thấy nè. Gối đầu này mọi người thấy không? Ôm cổ khi mình lắc qua lắc lại thì nó đỡ cái bệ cổ mình. Đúng rồi. Và chúng ta cũng có chế độ không trọng lực nè. Đúng rồi. Đó, có rất là nhiều những cái tính năng. Wow. Tư thế này là hầu như là... Rất là thoải mái cũng được nè.
quá đã. Cái hành trình nó rất là êm nha. Những cái đường ray của nó đi nó rất là êm, nó không có bị giật cục. Và mọi thứ motor nó chạy cũng rất sức là nhỏ, nó không có bị rồ giống như trên những con xe mà mình đã từng trải nghiệm. Và một cái điều ưu điểm mà mình thấy nữa là cái hệ thống làm mát bằng quạt. Đây, cái tính năng này là khoảng 15 giây không sử dụng mà tự ốp. À, màn hình. Màn hình sẽ tự ốp xuống. Cái quạt mình trải nghiệm ở trên phiên bản 2.0 cũng vậy, và phiên bản 4.0 này cũng vậy. Cái quạt gió nó không có ồ và không có ồ. Trên những chiếc xe mà được trang bị những cái ghế chỉnh điện, những cái ghế captain seat trên những cái xe hạng thương gia cũng vậy, nó làm cho mình hơi bị khó chịu chút xíu về cái tiếng quạt. Nhưng mà trên cái ghế Hồng Y này á, ngoài cái sự êm ái và cái sự trải nghiệm về những cái trang bị ngoài, chúng ta sẽ có thêm những cái trang bị tính năng là làm mát gió, mà cái quạt nó rất là êm, nó không có bị ồ như vậy. Da này thì chúng ta cũng được tùy biến theo cá nhân luôn. Đúng rồi, mình có thể tùy biến theo cá nhân. Mình may một màu hoặc là mình may phối màu đều được hết. Rồi, cho mình hỏi về giá luôn đi. Nếu mà mọi người tăng nâng cấp những cái ghế này mà với cái phiên bản 4.0 Pro này thì giá như thế nào? Hiện tại 4.0 Pro này đang có chương trình rất là hot, là giá hiện tại chỉ còn 99 triệu một cặp thôi. Ừ, là chỉ hơn cái chỉ có 9 triệu thôi đó. Đúng rồi. Và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái tính năng giống như là sạc điện thoại không dây nè, các bạn thấy không? Mình chỉ cần bỏ điện thoại vào đây. Đó, rồi phía đây chúng ta sẽ có cốc để nước nè. Đó, chúng ta không có bàn làm việc mà thôi. À, những chiếc xe khác mình thấy bàn làm việc thường thường sẽ được trang bị ở hai bề đề tay, nhưng mà xe này chúng ta sẽ có những cái bàn làm việc, nếu mà thể trang bị chúng ta sẽ có bàn làm việc tựa lưng ghế phía trước. Đúng rồi, ốp lưng ghế tài phụ mình sẽ có trang bị. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bàn làm việc rộng hơn, trải dài hơn. Nếu mà ở trong khoang đây chúng ta sẽ bị hạn chế về cái diện tích, nhưng mà ở những khoảng không như vậy chúng ta sẽ có được cái bàn làm việc rộng hơn. Ừ. Một trong những tính năng. Ngoài ra bên hông đây chúng ta sẽ có thêm những chất liệu giống như là da lộn nè. Rồi ở bên đây chúng ta có những phím bấm cơ, đó, chạy lên chạy xuống bằng cơ. Ở bên đây các bạn thấy rất là quen thuộc, giống như là trên những cần số pha lê mà các bạn được trải nghiệm trên những chiếc xe Volvo chẳng hạn, rất là đẹp. Và bây giờ mọi người sẽ thấy được những cái ghế này gắn trên những chiếc xe thật thiên nhiên như thế nào. Và đây là ghế Hồng Y 4.0 được gắn trên xe Carnival, một trong những chiếc xe thương gia mà mọi người thường thường trải nghiệm. Và mình muốn cho mọi người thấy là khi mà gắn một cái ghế lên như thế này thì mọi người thấy không gian như thế nào. Và một vài chia sẻ của Phi đến với mọi người rằng là mình thi công mất nhiều thời gian không Phi? À, với gói độ mà full nội thất á, thì trung bình khoảng từ 7 đến 10 ngày. Tại vì khi mình thấy ở đây á, mọi không chỉ riêng mình gắn cái ghế lên không đâu, mà mình thấy còn có thi công rất là nhiều những hạng mục khác nhau, nào là sàn nè. Và tất nhiên sàn này cũng có thể là lựa chọn nhiều cái sự lựa chọn khác nhau về sàn đấy nha. Rồi tấm bi cửa nè, mọi thứ đều nó phải đồng nhất với nhau để nó mang lại không gian nó hài hòa hơn và đúng cái phong thủy mà chủ xe thì thích nữa. Và khi mà mình thi công như vậy thì những hệ thống điện trên xe như thế nào Phi ha? Với hệ thống điện thì Rô Tô theo lắp đặt theo tiêu chuẩn của Hồng My sẽ có một sơ đồ điện độc lập, đi độc lập ra từ bình thông qua những cái cầu chì của từng cái ghế. Lúc đó thì có hiện tượng gì thì cầu chì nó sẽ đứt. Đó thì nó đảm bảo an toàn trong quá trình mà sử dụng. Như vậy thì tất cả đều phải đi hệ thống điện riêng, không đúng có liên rồi. Quan gì đến xe hết. Chính xác. Và mỗi một cái ghế này á, đều có những cái chất cầu chì khác nhau. Đúng rồi. Và nếu như chúng ta có thêm những hệ thống đèn á, thì hệ thống đèn nó lại có thêm một cầu chì khác nữa để đảm bảo cho an toàn. Và nếu như mình muốn bán chiếc xe này và mình muốn về zin và mình muốn giữ cái ghế này lại cho những chiếc xe khác thì có được hay không? Vẫn được. Khi mà khách hàng mà muốn bán xe này mà chuyển cái ghế này qua chiếc xe mới thì hiện tại mình lắp đặt vẫn dựa trên ốc chờ zin hết. Không qua một cái mâm để lắp đặt ghế. Thì cái mâm này là giúp cho đảm bảo an toàn khi mà xe sử dụng sẽ ra qua chạm. Thì ghế nó sẽ không bị bung lên theo tiêu chuẩn của Hồng Y. Thì khi mà muốn chuyển qua một cái xe khác thì mình cũng lấy từ cái mâm này qua một xe khác dựa trên ốc chờ zin mình bắt vô thôi. Năm nay các bạn có thể dễ hiểu rằng cái ghế này được bắt lên một cái mâm. Và từ cái mâm đó sẽ được bắt vào những cái ốc vít cố định ở trên xe đi theo zin. Tại vì những chiếc xe này có những ốc zin đó thì cái mâm được bắt theo những cái ốc zin đó và cái ghế này được bắt bên cái mâm đó. Ngoài cái việc là đảm bảo được những cái ốc vít đi zin theo xe, ngoài ra thì cái mâm này giúp cho cái chiếc xe di chuyển an toàn hơn, khi mà lỡ như có những va chạm thì vẫn đảm bảo được cái ghế nó vẫn nằm vững ở trên đây, nó không bị xê dịch hay là bị bung lên khi mà có những cú va chạm như vậy. Và khi mà mình đảm bảo được vấn đề là an toàn về điện và những cái kết nối nữa thì tất nhiên là đi xe nó vứt điện ai cũng hơi lo lắng về vấn đề về an toàn, thì một trong những cái biện pháp mà Roco sẽ giúp cho mọi người trải nghiệm một cách tốt nhất.
Và về vấn đề hậu dưỡng, bảo hành, bảo dưỡng, hậu mãi thì như thế nào hiện tại? Hiện tại thì khi mà khách hàng sử dụng ghế của Hồng Y 9 hãng á, thì hiện tại thì có chính sách là sử dụng miễn phí 30 ngày. Rồi bảo hành 9 hãng là 2 năm và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Và nếu như đọc video thì các bạn thấy có chúng ta sẽ có nhiều cái ghế khác nhau để cho mọi người lựa chọn. Thì Phi đã tư vấn cho mọi người là có những mức giá từ 90 triệu và hơn 90 triệu một chút xíu. Và mức giá đó thì đã bao gồm những chi phí lắp đặt hay chưa, là chúng ta có phát sinh thêm những chi phí nào khác không? Mức giá nó đã bao gồm da và chi phí lắp đặt luôn rồi. Là khi mà mọi người đã chọn ghế fix giá thì chúng ta sẽ chỉ cần lắp đặt lên những con xe yêu thích của mình và đi về thôi, đơn giản như vậy. Còn những thông tin gì thú vị về ghế Hồng Y này để cho mọi người có thể tham khảo không Phi ha? Thì về ghế Hồng Y á, khi mà mình lắp đặt á, thì nó sẽ có những, ngoài ra những chức năng bảo hành, bảo dưỡng, cần phụ tùng thay thế á, chính hãng thì Hồng Y cũng cung cấp cho khách hàng một phụ tùng chính hãng của ghế để đảm bảo an toàn trong quá trình mình sử dụng. Ghế này thì có thêm tính năng ra lệnh giọng nói thì mình có cần update firmware hay là nâng cấp phần mềm gì không khi mà sử dụng thời gian dài? Thì tính năng phần mềm giọng nói thì đang được update liên tục. Giống như sử dụng phần mềm điện thoại vậy đó, sẽ update theo liên tục. Và sau này Hồng Y sẽ phát triển thêm những cái tính năng mới hơn nữa. Thì lúc đó mình sẽ chỉ cần cập nhật cho khách hàng thôi. Thì khách hàng sẽ tự biết có gói update mới hay là mình phải liên lạc hay như thế nào? Hiện tại thì khi mà có gói update mới thì Roto sẽ chủ động liên hệ về cho khách hàng để cập nhật. Ok, cũng hay. Đó là một vài thông tin để cho mọi người thì tham khảo. Mình muốn nâng cấp những chiếc xe của mình với những cái dòng xe limousine và những cái chế ghế custom seat như thế này, để cho chúng ta không cần đổi xe mà vẫn có những không gian xịn sò, những không gian thương gia để cho mọi người trải nghiệm. Và Roto là một trong những rara để cung cấp cho bạn những cái giải pháp như vậy, và có rất nhiều những sự lựa chọn để cho mọi người có thể chọn lựa cho những dòng xe khác nhau. Bạn yên tâm và đến để gặp Phi hay là tất cả những anh em ở đây có thể tư vấn cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn Phi và cảm ơn Roto đã hỗ trợ cho Roto Sài Gòn thực hiện video này. Một lần nữa các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube Roto Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.